Trương Đăng Dung sinh ra và lớn lên ở diễn trường Diễn Châu. Với ông, lý luận văn học đã là ngôi đền thiêng, nơi ông thực hành việc nghiên cứu khoa học một cách nghiêm túc, cẩn trọng. Trên con đường đó, Trương Đăng Dung không nói nhiều đến các thi pháp văn học. Suốt hàng chục năm qua, ông đã kiên trì đeo đuổi nghiên cứu mỹ học tiếp nhận như một khuynh hướng triết học về văn chương. Tác phẩm văn học phải gặp người đọc, nhờ người đọc, tương tác với người đọc mà nó trở thành, tạo nên các cái giá trị thẩm mỹ và nó hình thành lên tác phẩm văn học. Mà mỗi người đọc lại có một cái tầm đón đời khác nhau, một cái nhận thức khác nhau. Vì thế khi mà văn bản đến với bạn đọc thì không bao giờ nó đến bằng một gương mặt duy nhất. Mà có bao nhiêu người đọc thì có bấy nhiêu gương mặt khác nhau. Mỹ học tiếp nhận ra đời, kiến tạo và mở ra vô số giới hạn. Cuộc sống không chỉ là mô hình phản ánh hiện thực, mà còn chính là mô hình kiến tạo hiện thực từ mỗi độc giả, tạo nên cuộc sống với tính đa chiều của nó. Các tác phẩm của Trương Đăng Dung đã mở ra những hướng nghiên cứu mới về lý luận văn học ở nước ta. Với những cái nỗ lực của mình thì Trương Dung đã đem đến một cái nhìn mới, thực sự mới và tạo nên một trường ảnh hưởng, theo tôi, không chỉ trong giới đại học mà còn đến các rất nhiều nhà văn. Và họ thừa nhận rằng những cái ý thức về của Trương Dung về nghiên cứu mỹ học, về lý luận văn học đã tạo nên một cái nền, góp phần tạo nên một cái nền móng cho đổi mới lý luận văn học của nước ta. Bên cạnh những thành tựu về nghiên cứu lý luận văn học, Trương Đăng Dung được biết đến là một dịch giả uy tín, người đầu tiên dịch truyền Kiều sang tiếng Hungary. Ông cũng là tác giả của hai tập thơ Những kỷ niệm tưởng tượng và Em là nơi anh tị nạn, dòng thơ mang tư tưởng triết học được độc giả đón nhận như một hiện tượng thơ trên tao đàn trong những năm gần đây. Pika không chỉ là câu chuyện miêu tả một hiện thực có tính chất trước mắt nhìn thấy, mà còn quan trọng hơn lấy là một cái thực tại được kiến tạo, được tự cảm thấy qua cái bản thể của nghệ sĩ. Tại đó, những cái chiều sâu bên trong, những cái cảm nhận có tính chất tâm linh bắt đầu được hé mở cho người đọc. Tôi nghĩ đấy là một con đường mà Trương Dung đã kiên trì và thực sự anh đã thành công. Bao trùm lên tất cả, trong thơ Trương Đăng Dung là tình yêu bao la, xóa nhòa khoảng cách, nỗi đau của chiến tranh, dù trên quê hương Việt Nam hay trên bầu trời phương Tây xa lạ, cũng cùng một gương mặt, cùng nỗi đắng cay của số phận. Ông đau đáu với câu hỏi, làm thế nào để con người bớt cô đơn và hạnh phúc? Ông cho rằng, đã đến lúc lửa cũng cần nơi ẩn náu, và xin cho tôi sức mạnh để nuôi giữ đốm lửa cuối ngày trong trái tim như một niềm tin. Và ông tin rằng, dù còn bạo lực, còn khổ đau, thì đốm lửa về sự thiện lương, sự bao dung khoan hòa vẫn là gốc rễ của sự tồn tại.